Ví dụ ở trong mâm cơm có đĩa thức ăn này. Đó. Thì có
con hãy quan sát xem con muốn gắp miếng nào. Rồi con chủ động gắp đúng bên đấy vào bát của mình. Đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Nào mẹ mời con ngồi đây. Mời con ngồi ghế tạm ghế của em Mơ này. À thì em Mơ ngồi cho chị ngồi nha. Đúng không? Đúng. Rồi. Đấy là phép lịch sự khi ăn cơm. Các bạn nhớ chưa? Mình không được gắp chân lên ghế. À đúng thế. Chị Bác đã nhớ ra. Chúng mình phải để chân ở xuống. Xuống dưới. Đúng không? Gắp chân nha. Chúng mình để chân xuống dưới đất này này này. Chân mình chạm đất. Mình ngồi mình ăn cơm ngay ngắn. Mình để tay ở trên bàn. Mình ăn cơm. Mình giữ yên lặng khi ăn. Đúng không? Rồi tốt lắm. Các bạn đã nhớ bài rồi. Và còn một. Các bài áo chết mẹ. À tóc mẹ dài hả? Đúng rồi. Tóc còn một độ quy như thế này nữa con này. Nào con ngồi vào ghế đi. Nào còn một độ quy nữa mẹ muốn nhắc các con này. Thế các con khi mà các con thấy nhà của chúng mình khi đi học về. Qua học rồi đấy. Hôm nay mẹ lại nhắc lại. Con ơi, bàn này để làm gì không nhớ? Ôn. Hôm nay mẹ nhắc lại ôn bài á. Ôn trèo. Bàn là không phải để trèo. Bàn là để hoạt động. Để hoạt động. Chúng mình sẽ dọn dẹp và giữ gìn nhà cửa sạch. Sạch. Đúng rồi. Mẹ mời em Bơ ngồi ghế nào. Mẹ mời em Bơ ngồi ghế nào. Em Bơ ơi. Em Bơ, mẹ mời em Bơ ngồi ghế nhé. Em Bơ nào. Thế bây giờ mẹ có một câu đố cho các con này. Đố bạn nào biết bạn cá bạn ấy sống ở đâu? Bạn nào biết giơ tay nhỉ? Mẹ mời bạn Bác nào. Đúng rồi, sống ở dưới nước đúng không? À, bạn cá bạn bơi ở dưới nước. Các bạn ấy, khi mà cho bạn ấy lên trên cạn, bạn có bơi được không? Hả con? Đúng rồi. Con mẹ mời con ngồi xuống. Nào, mẹ mời con ngồi xuống nào. Mẹ mời con ngồi xuống. Thế bạn gà thì bạn sống ở đâu? Trên cạn. Thế bạn khỉ thì bạn sống ở đâu? Trên cây. Khỉ bạn sống ở trên cạn. Thế bạn là... cây. Thế bạn tôm thì bạn sống ở đâu ạ? Các bạn ơi, bạn tôm. Bạn tôm bạn sống ở dưới nước đúng không? Hôm nay nha, mẹ sẽ giới thiệu với các con một loài vật rất là đặc biệt. Bạn ấy vừa có thể sống ở trên cạn mà lại vừa có thể sống ở dưới nước. Bạn nào mà bạn ấy giỏi thế nhỉ? Bạn có thể sống được ở trên cạn và ở dưới nước nhỉ? Bạn nào nhỉ? Bạn nào biết nhỉ? Có bạn nào biết là bạn động vật nào mà có thể sống được vừa ở trên cạn vừa dưới nước không? Bạn nào biết? Giơ tay nào. Cá voi có thể sống trên cạn không? Làm tiên cá. Không. Cá voi sống ở trên cạn được. Làm tiên cá là một nhân vật có thật không nhỉ? Là một nhân vật hư cấu ở trong truyện cổ tích thôi. Nào Bơ ơi, mẹ mời Bơ ngồi dậy nào. Bơ ơi, mẹ mời Bơ ngồi dậy nào. Bơ có muốn học bài nữa không? Có bạn nào muốn học bài nữa không? Bạn Bơ không muốn học bài à? Thế mẹ mời bạn Bơ ra ngoài kia nhá. Thế mẹ mời anh ngồi lên ghế. Em Bơ đi ra ngoài. Ừ, mẹ mời em Bơ mở cửa đi ra ngoài nhá. Ra ngoài trời tối om. Mẹ chẳng bật điện sáng đâu. Đấy, trời tối om đấy. Tạm biệt em ơi nha. À chị Bác ơi. Bây giờ nha, mẹ sẽ giới thiệu với các con đây. Em Bơ không học thì có bạn cá. Ai đây? Mời vào. Không. Không mở cửa giúp em đi. Con, em đây nào. Ai ơi? Em Bơ. 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 Nào, mẹ mời con nào. Bây giờ mẹ sẽ giới thiệu với các con về bạn động vật mà bạn ấy vừa có thể sống ở trên cạn vừa có thể sống ở dưới nước. Đó chính là bạn này. Nào các bạn chú ý lên trên màn hình nha. Nào mẹ mời bạn ngồi vào ghế của bạn nào. Bạn Bác, bạn Bơi. Các bạn ngồi vào ghế của đúng của mình nha. Bơi, ghế của con màu nào? Bơ. Mẹ mời con về ghế của con ngồi. Thế thôi thì mẹ ngồi ghế của Bơi nhá. Con về ghế của Bơi thôi nha. Thế chị Bác ngồi ghế của Bơi. Nào các bạn ơi, các bạn có muốn biết loài vật đấy là loài vật nào không? Con nào muốn biết loài vật đấy là loài vật nào không? Là rác cả.
Nhưng mà mẹ muốn là mẹ hỏi con là con có muốn biết đấy là loài vật nào không? Có. Ừ, thế đây nha, con hãy quan sát nha. Nào. Đó chính là bạn ếch. À, bạn nào bạn cười mà buồn cười thế nhỉ? Nhà mời bác ngồi xuống nào, bạn mời bác ngồi xuống nào. Đấy, bạn ấy bạn vừa bơi được ở dưới nước này. Đấy, bạn lại vừa sống ở trên cạn đúng không? Đây là loài động vật lưỡng cư nha các bạn nha. Được chưa? Các bạn xem bạn ếch chưa? Các bạn thấy sao? Bạn ếch có giỏi không? Rồi, sau đây thì sau đây chúng mình sẽ có hoạt động riêng cho từng bạn một nha. Bây giờ chị bác sẽ hoạt động tô màu, ok. Em mơ có muốn tô màu không? Em mơ muốn tô màu không? Con có hả? Em muốn tô màu hả? Em muốn tô màu đúng không? Thế em bơi. Bơ. Ơi, con có muốn hoạt động ghép hình với mẹ không? Đâu, con không muốn hoạt động màu nước vô. Đây con này. Đây con ngồi đây. Các bạn bơi. Bơ, để con hoạt động này hai mẹ con mình cùng xếp hình này đi. Đây, sau đó là chúng mình xếp nhà cao tầng nhá. Con lấy thảm vào đây mẹ con mình cùng hoạt động nhá. Hoạt động nào? Ở trong mang tranh để lớp, một cái tranh để lớp. Hoạt động này hả? Cho con ngồi. Vở hả?
lấy vở ra con vẽ cho em. Đây, khay của con đây này, để sẵn cho con đây này. Ơi, khay của con đây, con bê ra con hoạt động này. Ơi, đây. Ơi. Đây, sách của con đây rồi đấy, bơ này. Thank you.
để giúp con, để giúp con, để giúp con vui chơi mà. Mẹ sắp cho con xin. Mẹ sắp cho con đây. Em ơi,
Em bơ không rộng giáo cụ này, không cuộn thảm này, thì em bơ ngày mai sẽ không được hoạt động nữa. Em bơ không được học cùng mẹ với chị nữa nha. Thì là em bơ không có tuân thủ nội quy nha. Thì bác phải không có thể dùng tay và đi ngủ không? Mẹ ơi, một chút nha. Ừ. Ok con. Đây rồi. Mẹ mẹ. Nếu mà quay vòng tròn như này đến số 1. Ừ. Quay vòng tròn như này đến số 1. Là 10 giờ 5 đấy, 10 giờ 5 phút đấy bác ạ. Em nhìn xem nào. Ngày mai chúng mình tiếp tục tô, hôm nay con tô được một nàng ngọc lam rồi nhá. Đây là nàng gì? Công chúa gì đây? Người đẹp và quái vật này. Đúng không? À đây, đây là người đẹp và quái vật này. Đây công chúa lót đen à? Đây là gì? Ăn đi một cái đèn cần. Đây là đèn cá. Mẹ ơi, đâu? Mẹ đâu mẹ? Thật xa là. Chứ mẹ đâu mẹ? Con biết rồi. Đi con đây, sợ biết đi ngủ đi. Chị đâu mẹ? Dạ. Chị ngủ đi ngủ đi. Đi ngủ không, mai không thể nào mà dậy nổi nhá. Sáng là mẹ gọi mẹ đã lắm rồi đấy. Nào chị ơi, mẹ muốn khi mà mẹ lên con lại thu dọn đồ đạc nhá. Vâng. Mời con. Đây, nước của con đây. Ăn nước kìa.
mẹ con nhá. Đây con ngồi dậy nào. Con xin mẹ, con cảm ơn mẹ nào. Nào, nào. Đây khi con đứng xuống đây uống một nước, con đổ ra giường. Con xin cảm ơn mẹ. Rồi, ngoan lắm. Ê, kết thúc bài học thôi.